Vâng, đầu tiên Nguyễn Thanh Hải Bình Dương xin chào cô chú anh chị. Dạ em chào anh ạ. Anh có thể là cho em biết tên và địa chỉ anh đến đây nhờ đầu tiên Nguyễn Thanh Hải giúp những gì ạ? Tôi lên ở là Bầu Bàng Bình Dương nhưng mà quê ở Hà Tĩnh, nhưng mà có đứa cháu nó đi từ năm 17 đến giờ lên chứ ba nó mất rồi. Mẹ thì mắc em nhỏ mà lại bệnh cho nên không đi được, cái nhờ tôi lên nó đi kiếm cháu. Dạ. Có nghĩa là anh là chú ruột của em Đúng, trai ha. đúng rồi, chú Dạ, ruột. em trai là họ tên đầy đủ là Họ tên đầy đủ là Hoàng Văn Cường. sinh năm mấy à? Sinh mùng 8 tháng 2 năm 97. Quê quán ở đâu à? Quê quán là thôn Xuân Hà, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Dạ. Rồi gia đình thất lạc em trai này là bao nhiêu năm rồi? Năm 17 nói Năm giống 2017. đúng rồi. Cái tình huống mà trước khi mà em bị thất lạc á, thì như thế nào ạ? Có thể kể lại chi tiết. Tôi thì đợt đó là tôi không có ở nhà, nhưng mà bây giờ nghe bà chị dâu nói thì nó đi chơi đây là mẹ la là đêm đêm đó nó đi đến giờ luôn. Dạ. Có nghĩa là gia đình là cũng có la rầy em Đúng trai rồi, ha. đúng rồi. Dạ. Cái hình ảnh này là vào lúc mấy tuổi? Năm đó là năm 20 tuổi ạ. Dạ, 20 tuổi. 20 tuổi là đến bây giờ là hai mươi mấy tuổi đúng Đúng rồi, 26, 27 tuổi ạ. Dạ. Rồi gia đình có từ khi mà em thất lạc đến giờ là gia đình có liên lạc được cho em trai Không liên lạc được. không? Trước đó là em trai có chơi cái này cái kia hay là có quan hệ mối quan hệ với bạn bè như thế nào không ạ? Nói chung chơi thì nó có chơi game thì có, còn với quan hệ bạn bè nó đi làm nó đi chơi vậy thôi, chứ còn game thì nó có nghiện game, chơi game. Rồi từ khi mà em trai là mất tích đến giờ thì gia đình có báo cho chính quyền địa phương Báo mà nghe báo mới báo đây chứ trước con chơi cũng không báo. không? Mới báo đây thôi. Đúng rồi. Rồi chính quyền địa phương là có vào cuộc là có tìm kiếm như thế nào Có vào cuộc đang cũng đang làm đơn nó ấy cho con đáng tin. rồi những bạn bè mà thân với lại em trai này gia đình có liên lạc hỏi thông tin thử như Có thế liên nào lạc hỏi mà không biết. không? À, em trai lúc đó là 20 tuổi rồi cũng là đủ tuổi thành niên rồi. Đúng rồi. Rồi có bạn gái không? Cái đó thì không rõ. Không rõ. Thì cái tính cách của em trai này lúc mà còn ở gia đình á là như thế nào? Có hiền hay là có quậy phá gì không ạ? Nói chung là nó hiền chỉ có là nghiện game thôi, nó hiền nó ít quậy phá. Không nó không quậy phá nhưng Em mà trai là học đến lớp mấy ạ? học hình như lớp 7, trả về tôi là chú chứ không phải là ba mẹ cho nên là Nói chung là em trai là biết chữ. đúng rồi Tinh thần thì kiểm soát bình thường, bình thường. không có vấn đề gì về tinh thần hết. Đúng rồi. Nhưng mà đi là với một lý do là gia đình biết được là lúc trước khi đi là gia đình có la rầy. Đúng rồi. Đi đến bây giờ là không còn một cái thông tin nào hết, Đúng rồi. không có thông tin về gia đình luôn. Không. Rồi nói chung là trong vòng 7 năm mà đến bây giờ mà gia đình mới đi tìm lý do tại sao vậy? Mẹ nó hỏi thì mẹ nó nghĩ là nó đi để nó về thôi chứ cũng đi tìm. Mà thời gian 7 năm rất là dài luôn á, mà đến gần thời gian gần đây rồi mới đi báo công an chính quyền Vậy thôi. là mẹ có quan tâm cho tới đứa con này không? Thì quan tâm thì cứ rồi hy vọng nó chờ đợi về cho con, chứ mình nói là tại vì nó là cháu cho nên là bọn tôi thì chủ chuyện gia đình của anh chị cho nên mình không can thiệp được, còn chờ nhờ tôi ấy thôi. Nhưng mà dù sao nữa thì trong vòng 1 năm là đã khá là lâu rồi, mà đến chờ đợi đến 7 năm rồi mới đi báo chính quyền, rồi mới đi tìm tới đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhờ, giúp đỡ đó. Một cái điều đó thì thấy cũng hơi vô lý Được. ha. À, chúng tôi cũng thấy vô lý nhưng mà cái này thì chứ là tôi là chủ mà chị nhờ tôi đi tới tại cái ba nó thì mất rồi. Trước khi mà anh đến đây thì bên gia đình của cha mẹ của em trai này thì có đồng ý anh đưa hình ảnh lên cho đội sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương để đăng tải giúp tìm kiếm không? Có Có, địa là có chỉ. sự đồng ý của cha mẹ ha. Đúng rồi. Rồi cha mẹ của em trai này là bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì ạ? Mẹ thì làm nông, năm nay mẹ là cùng 60 á, sinh năm số 3, sinh năm số 6, năm 57. 57 tuổi rồi. Cha là tên gì ạ? Cha là Hoàng Văn Khang nhưng mất rồi, mất từ lúc nó mới đẻ. Còn mẹ là tên gì? Lê Thị Thứ. Là giờ là mẹ là ở ngoài quê Đúng rồi, ở ngoài quê. ha. Rồi anh trai này có anh chị em gì không? Có hai chị gái, một em gái nhưng mà hai chị gái lấy chồng, một chị ở Đắk Lắk, một chị ở quê. Còn đứa em thì nó tàn tật từ nhỏ.
Thì bây giờ gia đình là có một cái nghi ngờ nào về cái em trai này? Thì giờ nghi ngờ thì nó cũng đi làm đầu trong này thôi chứ còn chứ tư đoán chứ không có tin tức thì thôi chứ vẫn biết được. Nhưng mà nghĩ thì nó làm tại vì thời xưa có mấy đứa bạn làm ở Đồng Nai về thì ở Thủ Đức thì giờ nghĩ vậy thôi. Còn nói chung là giờ là cũng không biết là còn hay là mất, Không nói được. chung là mất hoàn toàn thông tin luôn, Mất không có mất. bạn bè hay là như thế nào để mình kết nối Đúng rồi. ha. Ủa anh từ đâu mà đến đến đây anh? Tôi thì ở dưới Bầu Bàng. Thì cũng có là thông qua chính quyền địa phương rồi. Vâng, không có chính quyền Cũng địa phương rồi. chính quyền địa phương cũng đang vào cuộc, Đúng nhưng rồi. mà bên gia đình cũng nhờ bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Đúng. đăng tải thông tin hình ảnh của em trai này Vâng. để cho cộng đồng mà chia sẻ, rồi Vâng. sau đó là có cơ hội để tìm kiếm em trai ha. Đúng rồi. Thì cái thời gian mà 7 năm thì cũng khá là dài đó, không biết là cái diện mạo của em nó có thay đổi hay không, nhưng mà cái này thì lúc là 20 tuổi, Đúng rồi. còn đến bây giờ là em trai là 26 tuổi rồi. Đúng rồi. Thưa cô chú anh chị, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương cũng rất mong là ông bà cô chú anh chị chia sẻ mạnh mẽ cái video này để gia đình có cơ hội tìm được em trai. Nếu mà có thông tin gì thì liên hệ số điện thoại 0913 78 58 58. Anh có lời gì nhắn nhủ cho đến em trai nào? Thì giờ thì cháu mà ở chỗ nào thì về giờ Anh mẹ thì đưa cái hình cha thấp thấp xuống một tí. mà thì em thì bệnh này cho nên nó chờ mong con về. Em ở đây mấy năm rồi phải không? Mấy năm đi được 57 giờ. Rồi, chào cô chú anh chị nha. Chú mày nói cho nghe nó không có rõ thì giờ tư phố cũng nói giùm chú với bà con luôn. Là em này đi năm 2017 là gia đình ở nhà là bị mất liên lạc rồi. Có nghĩa là mẹ điện vô đây nhờ chú để tìm con giùm. Đó thì em này là đi không có liên lạc cho đương nhiên của chú anh chị. Ba mẹ này, anh chị nhưng mà bạn bè không ai liên lạc được tí nào hết đúng không chú? Đúng rồi. Là nói chung ra là mất lạc rất lâu rồi thì nên của chú anh chị á cái hình này là năm nay chứ cũng khoảng vài năm trước rồi. 7 năm ấy. Nhưng mà nó sẽ chắc cũng dễ nếu mà chú anh chị thấy được cái thông tin này là họ tên của em nè. Đó thì cô chú chị liên hệ dùm số điện thoại của Nguyễn Hải Bình Dương mình với hai nữa liên hệ gia đình đó. Thì nói chung ra thì em nó đi á cái khi nó đi thì chú có biết là nó đem được cái gì theo theo không, điện thoại hay là xe máy có gì không? Không, xe máy thì không, còn điện thoại thì không biết là xe máy không. Xe máy thì không có đem. Nói chung ra là mắc hơn tắc hơn tật luôn. Mẹ nói là bây giờ hồi đó gia đình khổ quá thì mình có cũng trao đổi với mẹ của em rồi. Đó gia đình khổ, thầy ba thì mất, nên là em đi từ hồi đó tức tới giờ là mất tích luôn, không nghe được cái liên lạc hay bất cứ gì chú vậy. Đó thì hôm nay chú đến với đọc sĩ Phương Hải Bình Dương thì mong chú chị chia sẻ cái tin này ra, gặp ở đâu chỉ giùm anh em. Đó. Không chừng bé giờ bé không nhận được gia đình hay gì đó thì mình gặp tụi tụi mình điện mình báo em cũng được, gửi được cái vị trí chụp chung tấm hình. Đó cái hai nữa thì em mà coi được cái clip này chú gia đình đi tìm em á thì em về gia đình đi, còn không liên lạc chủ động liên lạc với mẹ, còn mất liên lạc gia đình luôn thì liên lạc với tụi anh đó. Nếu mà em đi sẽ có động nước ngoài hay gì đó nè, trực tiếp với tụi anh em nói họ và tên của em gắn hình như qua đây thì tụi anh sẽ giúp em kết nối và liên lạc với gia đình để nói cho mẹ yên tâm. Mẹ có điện anh là mẹ cũng khóc á. Chú anh đây sáng giờ chú đợi anh từ sáng sớm tới giờ đó thì mong là anh em đăng cái clip mình lên có hiệu quả đó. Còn chú anh chị chia sẻ là nhiều lên để mục đích là giúp bà con, giúp gia đình của chú với lại cô tìm được em trai về. Thì ở chung ra thì chắc là nhiều gì cô chú anh chị tới tây giờ luôn thì tôi có ngồi đây cập nhật ha, rất là nhiều như chẳng hạn như em trai này một chuyện nè, mấy chị gái mất tích nè 10 năm cũng vậy. Như vậy có nhiều người đi qua bên nước ngoài làm rồi mất tần tật liên lạc với gia đình luôn, không thể nào liên lạc với gia đình được. Thì anh em nhận em đăng lên, anh em đọc số điện thoại thì chủ động bên đó anh ta liên lạc về. Thế như cái hay nữa thì trước đó có nhiều người thì cũng mất rồi mà đưa vô ở địa phương ta cho cũng cắt rồi, ta thấy người ta cũng thấy tự tự người ta cũng liên lạc với mình để báo với gia đình để lên nhận về. Nhưng mà mong là em trai này em nó đi học hay đi làm chỗ nào thôi chứ không có mong giống vậy được. Mong là em còn khỏe ráng về gia đình liên lạc gia đình, chủ động liên lạc gia đình nha. Đó thì chú có lần nữa gửi tới em trai đi.
Thì không biết cháu đâu, nhưng mà nếu mà thấy clip này thì anh về liên lạc với gia đình với mẹ. Chú là trước đó là chú có hay gần em không? Hay tiếp xúc với em hồi trước đó? Không, tại vì nó nói ở quê tôi ở đóng này. Là cấp mấy năm về trước, nhỏ từ nhỏ tới lớn nó có hay gần chú không? Có gặp thôi chứ con lại gần thì không có gần, nhưng mà gặp thôi. Gặp thôi chứ không có gần đúng không? Chứ mà mẹ cũng hay liên lạc với chú là chị đúng nhờ rồi. Tìm dùm. Mong là anh em đăng cái clip lên có hiệu quả để rất là giúp bà con, giúp gia đình để tìm được cháu này. Có gì thì tôi xin cảm ơn đội hiệp sĩ về đi cộng đồng mạng. Nói chung ra thì mong anh em gắn gửi cho bà con ha. Cái clip thì chung là không có đăng dài thôi cô chú chị, ngắn thôi. Đó thì sáng nào cũng vậy, rất là nhiều bà con, 5-10 người là chuyện bình thường của chị này. Sáng nào cũng ngồi đây mấy chục người lên tìm, đa số là tìm con thôi, tìm con nhiều. Với cái hai nữa thì lừa đảo trộm cắp cũng rất là nhiều của chú chị. Các tỉnh luôn giờ đi tìm anh em, nước ngoài người ta điện trực tiếp thì anh em đưa lên, anh em biết bà con là không đang nhận 1.000 nào nha, hoàn toàn miễn phí. Nếu bà con mà cứ liên hệ với anh em sẽ cho địa chỉ tới trực tiếp, anh em sẽ giúp bà con. Bà con đừng có đặt vấn đề là tiền bạc này, anh em giúp hoàn toàn miễn phí nha. Và tới đây anh em ghi hình là anh em đưa lên những câu chuyện tìm hiểu sâu hơn nữa, là anh em không xóa những câu chuyện chị. Nói chung là để tại vì mình cái kênh của em là uy tín mà, một cái nền tảng là uy tín nên là đưa lên không có shop hoặc cứ làm cái gì, nên là bà con tới đây kiếm anh em để giúp thì bà con suy nghĩ cho kỹ. Một khi mà anh em đã ghi hình đăng lên rồi, anh em phân tích rất là rõ ràng, có bản cam kết rõ ràng thì các anh chị đó, nhưng mà anh em phải tìm hiểu hai bên rõ ràng minh bạch anh em sẽ đăng lên, nên là anh em giúp miễn phí nha, hoàn toàn miễn phí, chưa bao giờ nhận tiền của ai bất cứ 1.000 nào nó. Thì mong cô chú anh chị giúp gia đình này. Thôi xin chào cô chú anh chị, anh em xin kết thúc video tại đây ạ.